Chào em. Dạ, em nghe đồn là gần đây anh có một cái sản phẩm camera rất là ưu việt. Có nghĩa là khi mà có người chuyển động qua lại thì nó camera nó sẽ bắt theo. Ví dụ nhà em mà có kẻ gian đột nhập vào nhà thì nó sẽ quay theo cái chiều đi của kẻ gian, đúng không anh? À, cái này thì đúng là có lâu rồi, công ty Nano thì có rất là nhiều loại camera khác nhau. Cái loại này thì nó rất đơn giản và giá nó cũng rất là rẻ. Nhưng mà nó có tính năng thông minh, là nó có thể là mình điều khiển từ xa, quay lên quay xuống quay qua quay lại theo ý mình. Hoặc là khi có người chuyển động, tức là khi có người đi vào nhà mình á, thì camera nó sẽ quay cái theo cái người đó để mà nó bắt theo để coi cái kẻ gian nó làm cái gì. Rồi nhiều lúc đó là camera bình thường nó gắn cố định thì thằng ăn trộm đi ở đây đi qua đây á, là camera nó không ghi được. Còn camera này á, là nó sẽ quay theo. Thì để anh giới thiệu camera này, công ty Nano đang phân phối. Đây là cái hộp camera. Còn bên trong nó có như thế nào á là anh sẽ biểu diễn tiếp cho em tiếp ra đây. Đây, nó là camera đây. Wow. À, đó đây cho anh coi ha, rất là gọn nhẹ luôn, để ở đâu cũng được. Tức là cái camera này á là bình thường mình để ở nhà, ví dụ mình để trên nóc tủ nè, đúng không? Hoặc là bình thường mình treo đây cũng được. Nhiều người nó treo vậy thì nó bị lộn ngược hình, không sao, nó chính tính năng là chỉnh luôn. Tức là để vậy cũng được, để vậy cũng được, để sao cũng được hết. Thường thường ở nhà thì mình sẽ để ở đây để cho nó giám sát, đúng không? Đúng. Còn nếu mà không cần thì mình sẽ treo lên. Dạ. Và nó gắn thì cũng đơn giản, ví dụ như cái này thì nó cắm cái dây nguồn như thôi. Dây nguồn của nó kèm theo cái hộp luôn. Cho nó cắm vô đây. Đây, cái nguồn nó giống như cái nguồn của cái cục điện thoại mà cái đời xưa đó. Và cái này nó có cái này để chỉ luôn các bạn luôn. Tức là cái dây cắm mạng wifi, nó cắm mạng có dây. Cái cổng này 45 thì cắm mạng có dây, nhưng mà bản thân là cái này nó bắt wifi luôn. Có nghĩa là nếu mà không sử dụng wifi thì có sử dụng à, không sử dụng dây thì wifi là không dây luôn. Dạ. À, cái này nó không dây luôn, nó bắt sóng wifi luôn. Dạ. Mà nó rất là dễ cài đặt. Tức là những người bình thường cái gần về quét cái app này, quét cái mã này vô là cài là xài luôn. Rất là dễ để đúng rồi. Mua về tự lắp. Đúng. Chứ bây giờ nhiều khi đó là em thấy cái camera này nhìn bản thân nó rất là rẻ. Dạ. Có thể là giá dưới 1 triệu, nhưng mà nhiều khi cái công gắn, công bảo hành nó là nhiều khi nguyên 1-2 năm trời á. Dạ. Là cái giá nó lên. Còn nếu mà em tự gắn thì em chỉ cần em mua cái này, em cài giúp em miễn phí là cài app, đúng không? Dạ. Cài app xong á là đem về nhà là xài thôi. Rất dễ. Và ở đây cũng có cái trang web là nano.vn hoặc là hướng dẫn là giám sát an ninh.com á, thì cứ vào đó là nó có cái phim hướng dẫn để cài cái này từ A đến Z luôn. Dạ. Tức là ai xài cũng được, ai tự cài cũng được. Dạ. Và khi nào có trục trặc em cứ mang đến đây, bảo hành 2 năm. Đó, mang đến đây năm, là các anh em kỹ thuật ở đây là tư vấn cái chỉnh sửa. Dạ. Đúng không? Dạ. Bây giờ mình cắm thử ha, rồi mình coi cái tính năng quay qua quay lại của nó như thế nào ha. Thì mình cắm vô đây nè, khi chúng ta cắm lên á thì là nó sẽ có cái đèn đó, nó đang di chuyển động từ từ ha. Thì mình sẽ có cái app đó, nó đang quay đây, là nó quay là giống như là nó trước mắt là nó quay test, nó quay qua quay lại đúng không, nhưng mà lát sau á khi mà nó quay xong rồi có người đi rồi á thì mình sẽ thấy là nó sẽ thì mình sẽ thử cái chuyện đó luôn ha. App của nó đây, cái này là mình lên kho ứng dụng đúng rồi. Cái này mình sẽ cài cái này á, thì trong cái website nào đó chúng em sẽ hướng dẫn cách cài luôn ha, cho cái ứng dụng App Store hoặc là Google Play á ha. Dấu cộng thiết bị mới, dấu cộng thiết bị mới, camera đúng không, rồi quét mã, lật cái đít nó lên. Rồi ok, nó báo liền luôn là vô liền ha. Đã bật nguồn thiết bị, kế tiếp bấm kế tiếp, đèn báo nhấp nháy màu xanh, đây đang màu xanh nè, đèn báo nhấp nháy màu xanh nè, kế tiếp luôn. Và bây giờ mình bấm bắt vào của cái mạng của mình nè, là Nano. Thôi từ từ nha, cái đó bí mật. Khi mình bấm kết nối ha, mình bấm cái password của cái này xong mình bấm kết nối là nó vô ngay luôn, nó đang chạy nè, rất là nhanh ha. Coi như là về mình làm trong vòng là chỉ có 2.5 hai nút rưỡi nhạc là vô được rồi. Đang kết nối tới wifi, vui lòng đợi. Đó, nó báo ha, đang kết nối wifi, vui lòng đợi. Nó nói tiếng Việt luôn. Đó, nó nói tiếng Việt luôn, cái đau thấy chưa, chứ không phải nói tiếng Anh. Platform thành công rồi, cầu thị thành công, chào mừng bạn đến với internet, thấy chưa, nó chào mừng luôn, quá dữ luôn.
tức là mình mua về mình làm là mình thấy rất là hay luôn phải không? Đó bây giờ nó đang bấm kế tiếp này phải không? Bây giờ những cái này là những cái định dạng nè, mình chỉnh sao đi ha. Ví dụ như mà những cái định dạng này giờ này kia thì mình bấm lưu lại rồi mình bấm kế tiếp. Rồi mình sử dụng cái đó là ở đâu? Ví dụ như phòng khách, phòng ngủ, tầng hầm gì đó thì mình đánh là phòng khách nè, phải không? Rồi. Mình đặt tên hả anh? Mình đặt tên đó, tất cả này, thềm, văn phòng, nhà xe gì đó, toilet gì đó, tôi lúc mất. Rồi xong là nó vô ngay nè, nó vô đây nè. Bây giờ mình bập vô đó nè, thấy không? Là nó đăng tải để mình coi. Để mình thoát ra mình chỉ cái này cũng hay, tức là ở đây rất là nhiều camera nè, cả chục cái luôn. Thì mình có thể mình bấm vô đây để mình coi theo cái cách là chế độ xem mở rộng đi, phải không? Đó là nó có nhiều cái chế độ để mình coi một lúc là nhiều camera được, đúng không? Đây nè, coi trong cái này nè, trực tiếp nhiều camera này, bấm cái này nè là nó sẽ hiển thị luôn, phải không? Đó, như vậy hiển thị một rất là nhiều camera trên này mà nó cùng chạy luôn để mình coi luôn. Rồi mình muốn xem cái nào thì mình bật cái đó vô to lên, ví dụ mình bấm cái này thì nó sẽ nhấp đôi vô là nó đúng rồi, nó to cái này lên, đúng không? Ví dụ vậy, cái này là cái vườn cây chẳng hạn. Dạ. Để chống ăn trộm vô, lấy trộm cây của mình chẳng hạn, vậy bấm vô đó, nó có chia ra rất là nhiều cái màn hình cho mình. Mình có thể coi một lúc rất là nhiều, hình như 16 cái phải không Thận? Dạ. Đúng không? Rất là nhiều camera luôn ha. Ví dụ như vậy. Rồi bây giờ cái này đang tải, cái mà mình mới cài nó đang tải nè, chờ chút xíu nó đang tải. Được rồi. Bây giờ mình tiếp tục chương trình thì giờ bấm quay đúng không? Quay lại đó, nó đang quay nhưng mà ở trên này chưa quay vì cái mạng nó yếu là nó sẽ đó. Bây giờ nó quay nè, đúng không? Đây nè, đúng rồi đó, mình quẹt cái là quay nè, quẹt cái là quay đúng không? Đó đang quay đi lên nè. Rồi ví dụ mình đưa lên hiện nay nó đang quay ngang, là hồi nãy mình quẹt quay ngang nhiều quá đó. Bây giờ nó quay lên thấy không? Quay lên đó, rồi quay xuống. Đó, quay xuống. Đó, bây giờ hồi nãy là mình quay lên, bây giờ nó quay xuống nè. Đó, tức là cái mạng nó bị chậm một chút xíu, bị trễ. Rồi. Đó, mình muốn mà coi này chưa được đã lắm thì mình để nghiêng lại thì to lên, đúng không? Đúng rồi. Là mình mở lên, cái màn hình nó rộng lên, nó độ phân giải nó mình thấy nó cũng rất là cao ha. Đó. Bây giờ nó quay lại quay lên đi xuống là do mình điều khiển cái này thôi. Đó. Bây giờ mình quẹt cái là nó quay liền. Rồi bây giờ mình sẽ điều khiển tới cái vấn đề là mình cho nó tự động nó quay ăn trộm. Bây giờ mình vô thử cái này đi, quay nghiêng thì quay qua quay lại biết hết rồi vậy đúng không? Dạ. Ok, thì bây giờ là đây nó đang quay nè, đó. Ở trên này nó chưa chạy, chờ chút xíu trên này nó mới chạy theo. Tức là mình bấm cái quay nghiêng này á thì nó có những chức năng quay nghiêng theo dõi tự động, là cái mà chuẩn bị mình sẽ coi là nó theo dõi ăn trộm. Nhưng mà mình trước khi mình coi cái đó thì mình sẽ coi cái ảnh 360 độ này. Ảnh 360 hả? Đúng rồi, nó là ảnh 360 luôn. Ví dụ như vậy, nó chụp ảnh 360 đang xử lý nè, tức là nó sẽ chụp ảnh góc rộng cho mình luôn á, đang xử lý. Có thể bao quái được cả. Khi mà mình bấm chụp ảnh này 360 thì cái máy ảnh nó sẽ quay 360 độ, tức là nó quay ngang, quay nghiêng, quay dọc để nó tạo ra một cái bức ảnh 3 chiều cho mình luôn. Đó, nó, coi đó không? Nó đang tự động quay á, theo cái này luôn. Đó, nó đang tự động quay luôn. Cái này là nó có thể chụp được cả phòng luôn không anh? Đúng rồi, nó tự quét hết cả phòng luôn. Đó, nó đang chạy nữa không? Là bản thân cái camera ra nó tự động nó quét hết cả phòng luôn. Vấn đề đó, bây giờ nó đang chạy vòng vòng nè. Để nó ra cái bức ảnh 360 độ nó gửi về cho mình. Còn bây giờ chính tính năng mà theo dõi ăn trộm là bằng chức năng này nè, theo dõi tự động nè, đây ha, đây nè ha, theo dõi tự động thì chúng ta sẽ bấm qua đây, kéo cái này qua theo dõi tự động thì nó có cái hình cái thằng chạy nè, tức là khi có người đi vào thì nó sẽ chuyển động, đúng không? Bây giờ mình bấm cái này lên nè là theo dõi tự động. Bây giờ nó đang chỉ qua đây thì bây giờ mình sẽ chỉ cái này ra, mình sẽ quay trước, bây giờ mình sẽ quay nghiêng trước cho nó quay ra ngoài đường trước cái đã. Yeah. Tắt cái chế độ theo dõi tự động đi cái đã, tắt này đi ha. Rồi sau đó chúng ta vào cái phần quay nghiêng này, chúng ta quay ra ngoài đường, tại vì cái này đang quay vô tường mà, đúng không? Thì chúng ta quay cái này ra ngoài đường cho camera này nó quay ra ngoài đường, thì chúng ta sẽ điều chỉnh cái này qua cho nó quay ra ngoài đường luôn ha.
À, bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị bật cái chế độ bây giờ đang là chế độ là chỉnh chỉnh tay đúng không, đi qua đi lại được ha. À, đó nó quay, camera nó quay cái hình này, từ từ nó sẽ chỉnh theo, tại vì cái này nó sẽ load trên server rồi nó mới cho em quay về đây, cho đó khi mình chỉnh là cái này quay liền, nhưng mà trên này nó chưa quay. Rồi bây giờ chúng ta bấm chế độ theo dõi tự động, thì cái này nó còn màu xám nha, nó chưa có màu xanh, tức là nó chưa kích hoạt. Thì bây giờ cho một cái anh đóng giả ăn trộm đi qua đi lại thử coi, thì anh này đi qua giùm anh Thạch, em đi qua đi đúng không, đi qua đi lại thì đúng rồi, rồi đi ngược lại đi nó đúng không, thì nó không có camera, nó không có quay theo đúng không. Dạ. Rồi bây giờ Thạch bắt đầu, em đứng về chỗ cũ đi, đứng qua bên đó em đứng rồi em đứng qua phía bên này. À, đứng lui lại chút xíu này cái góc camera nó thấy, lui lại chút xíu nữa rồi được rồi, đứng đó cũng được rồi. Chúng ta sẽ kích hoạt cái này lên, khi chúng ta lên màu xanh là gọi là kích hoạt thành công, thấy chưa. Rồi bây giờ Thạch đi thử coi. À, chưa gì hết là nó quay vô mặt anh, tại vì nó nghĩ anh đang trộm, chết tôi đúng không. Đó nó quay qua đây liền, bây giờ Thạch đi qua đi Thạch, vô sầu quá rồi. À, không, mình đi qua đây à, nó theo mình luôn, vô sầu quá. Thấy chưa? Đó, nó đi theo mình luôn. Thấy chưa? Rồi, anh Thạch đi qua đó đi. Tức là ai? Đó, nó sẽ quay theo. Rồi, nó quay theo đó. Đứng im. Đó, nó quay theo đúng không? Rồi, đứng im đó nha. Đứng im đó. Rồi, bây giờ từ từ để cho ổn định, nó thấy nhiều người quá nó rối. Rồi, bây giờ Thạch đi từ từ vô thử coi. Đó, nó đi theo. Thấy chưa? Nó quay theo ngay. Nó quay theo ngay liền. Đó, nó đi theo liền. Mình thấy ở đây đó. Đó đi quay theo liền, go ghê không. Rồi bây giờ đi qua lại thứ coi, đi ra ngoài lại thứ coi. Đó nó đi theo liền luôn ha, nó quay theo liền luôn, quá ghê luôn. Rồi thấy chưa, rồi đi qua lại đó, nó thấy cái bóng người ở trong, à nó thấy mình ở đây đó, đi theo ghê không, đi theo ghê không. À, nó quay theo không, nó quay theo đó, nó quay theo chờ, nó quay theo ông đó, nó quay theo ông đó đó. Rồi đi vô đó, nó bắt theo liền nữa không, bắt theo liền luôn đó, nó bắt theo liền luôn, bắt theo ông đó liền luôn đó, ông đi tới đâu là nó quay theo ông tới đó liền đó. Thấy giờ rất là hay đó, thấy hay chưa đó, tức là mình tự gắn ở nhà, và ví dụ như thằng ăn trộm đi vào nhà mình thì camera nó quay theo thôi đó. Ở đây còn có nhiều loại camera là khi mà mình gắn cái chiếc cổng á thì ăn trộm vào nó còn hú còi lên nữa. Ừ, nó có chức năng báo động. À và à cái này nó cũng có chức năng báo động luôn, tức là nó báo động. Bây giờ mình tắt cái chức năng đi chứ để nó cứ quay qua quay lại, nó thấy ăn trộm nó quay qua quay lại hoài chán quá. Tắt chức năng này đi là nó hết. Rồi bấm cái chế độ này là chế độ theo dõi theo ý mình, đúng không? Có kẻ trộm vào thì mình sẽ thoát ra, mình vào một cái chức năng của nó. Đây cái chức năng trong này có rất là nhiều cái, thì mình sẽ thoát ra, mình bấm vào đây. Thì cái này á, là hồi nãy chị Hằng là khách hàng á cũng hỏi là nó có chức năng báo động hay không, thì mình sẽ vào cái phần setting ở ngay cái góc này nè, thì nó có rất là nhiều tính năng để mình điều chỉnh ha. Thì ví dụ như đèn trạng thái nè, là mình muốn tắt cái đèn chớp nháy này cũng được luôn. Rồi ánh sáng hồng ngoại mình muốn tắt luôn để cho buổi tối nữa mình không thấy cái đèn đỏ ở đây cũng được luôn ha. Cái đó thì mình về mình dọc sau. Rồi đây là báo động nè, chức năng là thông báo báo động nè, thì bấm vào cái đó. Rồi khu vực dò tình chìm chuyển động, à có cái lưới caro này nè, không ví dụ như mình muốn là chuyển động trong cái khu vực là mình muốn thôi, thì mình chọn ví dụ mình quay cái này ra đúng không, nó chuyển động theo cái khu vực mà mình yêu cầu thì mình quét đó. Ví dụ như mình muốn là khúc giữa này thôi đó, mình quét đầy luôn ha, quét cái tay lên thôi đó, hoặc là toàn bộ cũng được. Ở đây nó ghi là ví dụ trượt này, chạm này là khu vực hỗ trợ này, thực thẳng kín luôn, ví dụ mình muốn kín luôn, tức là đi ngang qua cái khu vực quét của thằng này là nó báo hết. Mình muốn chọn lại là thằng ăn trộm nó vào cái khúc này thôi, khúc này là khúc cục tiền nhà mình để đây, tủ tiền, còn này cái đường đi thì có thể ai cũng đi cũng được, nhưng mà thằng nào nó mon men lại cái tủ tiền thì nó bị chẳng hạn vậy đúng không, thì mình sẽ bấm lại cái chỗ quét nè bên này. Rồi bây giờ chúng ta quét lại thì chúng ta sẽ bấm cái nút cục tẩy một lần nữa, là giống như đóng chế độ xóa nè, đúng không? Rồi chúng ta quét khúc này thôi, đó khúc này là khúc ăn trộm vô đây nè, đó mình vô đây, mình bấm vô đây ha, đó khúc này ăn trộm vô, rồi
khúc này thôi nha. Rồi khúc trên này bỏ, chúng ta bấm lại cái nút cục tẩy bỏ này đi. Đó, bỏ mấy cái linh tinh ba giới này đi ha. Thì ăn trộm nó vào á là tới đây là không báo nè. Ừ. Đúng không? Dạ. Tới đây là nó sẽ báo. Đó, chúng ta thấy cái vấn đề là chỗ đó là rồi, bây giờ chúng ta thử ha. Thử lại, ví dụ như là thử lại. À, quên nữa, bấm nghe nhớ nha. Quên cái này là mất công làm lại nè, chủ lưu nè. Đã lưu ha. Rồi. Độ nhạy. Hai. Là từ 0 đến 6, tức là cái ở đây là trung bình, bấm cao lên chút cũng được nữa, chẳng hạn như vậy. Rồi. Xong chúng ta thoát ra lại. À, chúng ta thoát ra lại. Ở đây nó còn nhiều cái tính năng rất là hay, là lưu trữ như thế nào, rồi lật hình ảnh, là chế độ lật hình ảnh là cái chúng ta treo này. Có chế độ rất là hay là chế độ ngủ. Chế độ ngủ. Chế độ ngủ là nhiều khi là có nhiều người để trong phòng. Nhưng mà nhiều khi trong phòng thì có những hình ảnh nhạy cảm. Thì chúng ta sẽ bật cái chế độ ngủ này. Thì cái này là nó sẽ ngủ theo luôn, tức là nó chỉ cái này nè. Chúng ta bật chế độ ngủ ha. Đang xử lý. Đó, khi bật chế độ ngủ rồi là nó quay đi chỗ khác. Và chưa. Quay đi chỗ khác liền thấy không? Đó. Rồi. Nó tức là nó không qua, nó quay cái này là quay cái đít nè. Cái đít nè, nó quay vô tường nè. Bây giờ chúng ta không bật chế độ ngủ này á thì nó sẽ quay ra lại chỗ ở ngoài, thấy không? Rồi. Bây giờ ngủ á là giống như nó xấu hổ, nó thấy hai chồng ở trong nhà sao nó xấu hổ, nó quay đi nè, bật cái này thấy không? Đó, nó xấu hổ này, nó quay vô tường này, thấy không? Đó, quay mặt vô tường liền. Thấy ghê không? Đó, thông minh ghê không? Đó, tắt cái chế độ ngủ đi. Tắt cái chế độ ngủ đi, rồi nó quay ra lại. À, cái này nhưng mà nó khuyến cáo trước là camera này thì không nên gắn trong phòng ngủ. Gắn trong phòng ngủ của trẻ em bé để mà theo dõi nó thì được. Chứ người lớn là không nên nha các bạn. Rồi, có nhiều tính năng nữa. Thì chúng ta mua về chúng ta nghiên cứu sau đi ha. Rồi, thì bây giờ chúng ta hồi nãy chúng ta thử cái chế độ là quét ở góc này thôi, dạ. Đúng không? Tức là có người đi tới đây thì nó mới quay, nó báo động nha, đúng không? Báo động. Rồi bây giờ là chúng ta bật thử lên. À, bây giờ là theo dõi tự động là tự động nó quay liền luôn, quay ngay lập tức liền luôn. Có người đi là nó quay liền luôn ha. Đó, đi theo cái anh đó. Rồi anh nó đi vô là nó quay theo ảnh luôn. Đó, nó quay theo ảnh luôn ha. Đó. Ngang qua nhìn cho nó rõ cái ha. Đó, đi theo anh này luôn. Anh này đi theo đâu là nó quay theo đó luôn. Ok ha. Rồi ok, anh nó đi đâu nó đi theo anh đó luôn. À, anh cho em hỏi là ví dụ như kẻ gian mà vào nhà mình á thì cái camera này nó sẽ chuyển động theo kẻ trộm, vậy nó có báo động về cho chủ nhà biết không anh? À có. Tức là bản thân nó là khi ăn trộm vào mà hồi nãy mình cài cái chế độ cái vùng quét á. Dạ. Thì nó, cái trộm đi ngang vào đó thì nó sẽ hút còi lên. À, cái camera này nó hút to lắm. Dạ. Nó báo động lên. À. Đúng không? Và đồng thời á là cái camera này, và nó cũng rất là hay là nó sẽ gửi cái tin nhắn, tức là nó hú còi ở đây rồi nhưng mà nó gửi cái tin nhắn vào trong điện thoại của mình. Thì lúc đó là mình trên cái app của điện thoại của mình sẽ thấy nó bóp up lên một cái dòng hiển thị á, thông báo á, thì mình bật vào đó là mình sẽ biết được là nó có chụp hình, nó gửi vào là ai đi vào chẳng hạn như vậy, để lát nữa mình sẽ thí nghiệm cái đó sau. Nhưng mà cũng nói luôn là camera là nó là chỉ là vấn đề giám sát an ninh là chính. Dạ. Còn báo động á thì camera nó vẫn báo động nhưng mà nó sẽ bị những cái khiếm khuyết so với cái thiết bị báo động chống trộm. Dạ. Do đó tại sao là người ta gắn camera mà phải gắn thêm cái báo động chống trộm nữa thì mới yên tâm. Tại vì nhiều khi camera này nó phụ thuộc vào nguồn điện, rồi phụ thuộc vào cái wifi. Đó. Còn ăn trộm thì đương nhiên là mình sẽ có những cái bộ báo động của Nano cung cấp, đó là nó sẽ có thẳng cái nguồn dự phòng hoặc là pin. Và nó gọi điện thoại, có sim gắn trong đó, nó có tự gọi điện thoại được luôn. Tức là ăn trộm vào là gọi ngay vào cái số điện thoại của mình. Ngay cả khi mà mình không bị cúp điện nó vẫn báo ra. Đúng rồi, cúp điện nó vẫn báo. Còn trong khi cái thằng này mà bị cúp điện hoặc là không có wifi cái là nó không báo được. Dạ. Là cái khiếm khuyết của cái này là nó chủ yếu là để ghi hình lại. Dạ. Chúng ta luôn luôn lưu ý chứ không thể nào mà chúng ta tận dụng cái tính năng báo động của cái camera này để mà mình, dạ, mình an tâm được. Tại vì nó nguyên tắc của nó là chỉ có là quay lại thôi. Tức là khi mà trộm vào rồi thì mình coi camera lại, mình thấy mặt ăn trộm để mà mình báo công an. Dạ. Nhưng mà muốn mà an toàn thì mình phải gắn thêm cái báo động để ăn trộm vào nó báo động trước cái đã. Còn thằng này nó báo động như thế nào thì mình sẽ thử luôn. Tức là chúng ta sẽ vào trong cái app hồi nãy ha. Dạ. Và chúng ta sẽ, đây mình sẽ để gần cái này là chút. À đây, quên.
mình vào cái hình lục giác ở trên này là nó có ví dụ như âm thanh này, bật qua cái âm thanh này ha. Rồi thứ hai là thông báo báo động nè. Thông báo báo động. Đúng rồi, khi mà bật qua cái chế độ thông báo báo động thì chúng ta sẽ on cái thông báo báo động này lên. Đó, nó thử cho mình như vậy ha. Rồi vậy bây giờ rồi bây giờ mình phải xoay camera ra ngoài, tại vì bây giờ nó thấy tay anh chuyển. Đúng rồi, nó thấy tay của mình đó. Bây giờ là mình thoát ra rồi. Một bạn nào đi ngang qua thử coi thử cái này nó có hú không. À, nó thấy anh này là nó hú liền ha. Rồi bây giờ bạn đứng im nó đi, tức là không có ai chuyển động. Rồi bây giờ chúng ta thử nha, bây giờ có người đi ngang qua thử coi có hú không. Đi qua đi. Đó không, đi ngang qua là hú liền. Đó. Và nó hú lên đây luôn. Âm thanh báo động rất là lớn luôn. Đúng rồi. Rồi ok ha, còn cái gì nữa không? Anh ơi cho em hỏi là ví dụ bây giờ cái điện thoại của em cài mà em muốn cài để mà bố mẹ được xem cái hình ảnh, ví dụ lắp ở trong nhà của ông bà chẳng hạn, muốn chia sẻ để mà bố mẹ em coi hoặc anh chị em trong nhà của em coi được cái camera đó thì có được không? Được. Tức là cái này là hình như là mình có thể chia sẻ cái này cho người khác coi rất là nhanh đúng không? Khỏi cần phải cài đặt lại, chỉ là cái đặt cái app thôi, rồi bấm số điện thoại là nó sẽ chia sẻ người kia là người kia trong vòng là ba nốt nhạc là quên nửa nốt nhạc là nó coi được rồi. Hả? Thì bây giờ mình sẽ làm thử là mình sẽ bấm cái nút chia sẻ, là ở đây có cái nút chia sẻ này. Bấm nút chia sẻ này thì nó ra như thế này ha. À, chúng ta thấy nó có cái email hoặc là số điện thoại di động thì chúng ta sẽ bấm qua bên phần điện thoại di động cho nó mau đi ha. Rồi thì bây giờ ở đây là nó là mình phải chọn là cái vị trí là Việt Nam, nên chọn chữ V bên này nè, rồi để cho nó đánh cái mã vùng là Việt Nam vô. Rồi thì bây giờ là 84 rồi, bây giờ mình sẽ bấm cái số nào mà bỏ số 0 đi thì mình sẽ hỏi cái anh này người nhà của em đúng không, là số điện thoại là số mấy. Thì em đang cài số điện thoại mà. Thì sau khi đã gắn đánh số điện thoại và địa chỉ chúng ta đã chia sẻ rồi thì bây giờ cái máy của bạn đó là sẽ coi được ha. Rồi mình sẽ bật lấy cái máy của anh này ra coi luôn. À, nó có hiện ra bạn đã chia sẻ, bạn có thiết bị đã chia sẻ. Rồi bây giờ mình sẽ bấm bấm cộng vô hả con. À, bấm đây đó, rồi là nó sẽ cập nhật vô luôn, chấp nhận này, bấm chấp nhận mới được nha, tức là người ta chia sẻ thì mình phải chấp nhận tất cả nè đúng không. Đó rồi là nó sẽ chuẩn bị nó lên, bấm vô đây, tức là lúc đó là sẽ có hai cái máy đều coi được, thấy không, chúng ta thấy hai cái máy đều coi được luôn đó, rất là hay luôn.